Xúc động với bánh mì không nhà của mẹ già U90 lầy lắc ngoài phố thị Hoa Lệ. Bán bánh mì từ hơn 50 năm, nuôi người con bị khuyết tật, tình mẹ vẫn luôn là điều khiến người ta phải chạnh lòng. Trong dòng người tấp nập và sự xa hoa tráng lệ của quận nhất, vẫn tồn tại những mảnh đời khắc khổ như ngọn đèn leo lắc ngoài kia. Một ví dụ tiêu biểu chính là người phụ nữ bán bánh mì không nhà. Bà đã ngoài 80 tuổi, ngày ngày bôn ba giữa lòng Sài Gòn với chiếc xe bánh mì nhỏ bé. Bà được gọi là bánh mì không nhà vì thực tế bà không có mái ấm, chỉ có một người con trai. Nhưng thật không may, cậu cũng mắc khuyết tật về thần kinh. Suốt hơn 50 năm qua, cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc vào chiếc xe bánh mì ấy.